rồi vô. Sưng nát treo, bây giờ còn dùng tên nát treo không? Vẫn còn này. Vẫn còn. Năm là tính. Trí bây giờ là Trí Hunter rồi. Trí chuột rồi. Trí chuột rồi. Bạn Trần Bắc Kiwi với bạn Thảo Go Go. Cola. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, đặc biệt là những ngày sinh nhật. Quay tôi đi. Rõ ràng là qua những năm mình thấy chúng ta phát triển rất là nhiều. Gần đây mình gặp các bạn thì những cái bạn mà cái thời của bạn á, thì nó có một cái sự việc rất là hay là ngồi nói tới chuyện đất đai không ạ. Cái câu chuyện kinh doanh hầu như là không bàn nhiều nữa. Ai cũng bàn đầu tư đất đai rất là nhộn nhịp. Tức là nó lên một cái tầng cao hơn nữa. Từng bước nó lên tầng cao nữa thì nếu mà cái mối quan hệ chúng ta được duy trì nó như vậy, thông qua những cuộc bày chúng ta duy trì thì đúng là chúng chào em. Chào bạn Thảo. Hello Thảo. Dẫn người yêu theo rồi. Đợi chút nha, đợi chút. Ngồi luôn Thảo ơi. Mình đang nói chuyện nửa chừng. Mình nói mà chúng ta vẫn cứ duy trì được cái tình cảm, cái mối liên kết như vậy thì cái sự thành công, cái sự phát triển nó có cái ý nghĩa. Nó có ý nghĩa là chúng ta không phải thành công về tiền, chúng ta có mà chúng ta có được cái sự chia sẻ, cái sự cùng nhau vui với nhau để chúng ta enjoy hoặc là chúng ta relax sau những cái giây phút mà chúng ta tập trung cho làm việc rồi đó, cái mối quan hệ trong cuộc sống đó. Cuối cùng thì cái các bạn thấy không, lúc đầu chưa có tiền thì có mẻ vào tiền, nhưng mà sau cái việc đó thì cái tình cảm và cái con người chúng ta sống trên đời nó có chất lượng là bởi những cái yếu tố đó. Là trước tiên là mình rất là cảm ơn các bạn, cái việc đi học, cái việc này kia thì gần như là các bạn cũng đã qua rồi, nhưng mà các bạn vẫn cứ dành một cái tình cảm cho vì đây là cái điều này là cái điều nó rất là quý và chính mình là mình trân trọng, mình luôn trân trọng, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đặc biệt là buổi tối hôm nay đó là mong rằng là cái tình cảm này nó sẽ được duy trì qua những năm tháng và chúng ta thành những cái người là rất là tình thân với nhau rồi. Bây giờ nó thành tình thân chứ nó không còn là cái nghĩa là hình thức với nhau nữa. Nên là cảm ơn các bạn rất là nhiều.